17 DOT2C, Đặng Văn Thiên 17 BITV01, Châu Hoàng Tấn 17 DTH1C, Nguyễn Anh Thư 17 DDSTL1A, Đỗ Tiến Hưng 17 DDSTL1A, Trịnh Võ Ngọc Tuyết 17 DDS1A, Lê Thị Thanh Thảo 17 DDS3A, Nguyễn Trung Nhân 17 DNH1B, Ngô Thị Yến Kiên 17 DDS4B, Ngô Thị Ánh Tuyết 17 DDS7C, Lê Thị Ánh Hồng 17 DDS7C, Hoàng Thị Ngọc Anh 17 DDS7C, Đức Mai Thùy Lam 17 DDS8B, Đặng Thị Tố Như 17 DLK1C, Đào Như Ngọc 17 DA1C, 17 DTA1C, Nguyễn Gia Bảo 17 DKS1B, Nguyễn Thị Huỳnh Như 17 DKS1C, Nguyễn Thành Đô 17 DQT1A, Vũ Trần Trung Hiếu 17 DNH1C và Nguyễn Như Ngọc Như 17 DDS4A. Mời các bạn có tên, có ngày sinh nhật trong hôm nay 18 tháng 11 cùng bước lên sân khấu với ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô lãnh đạo các khoa để thực hiện nghi thức. Và mình chỉ nghĩ rằng đây sẽ là một kỷ niệm nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên cũng như là món quà sinh nhật 18 tuổi khi các bạn đến với trường đại học Nguyễn Tất Thành. Chắc không nhà được lớn hơn không ạ? Các bạn sinh viên ở dưới chúng ta có thể vẫy tay không ạ? Các anh chị sinh viên khóa sau cũng có thể thể hiện lời chúc mừng sinh nhật cho các em tân sinh viên được không? Sinh nhật 18
vì hôm nay trong lễ khai giảng em có muốn nói điều gì không? Yeah.